Câu chuyện xảy ra tại làng X, phủ X, tổng X, tỉnh X vào ngày tháng ấy năm 2022 giữa thầy giáo Trần Biên Ả và một học trò xuất sắc. Này cậu học trò bất lương, cái trình độ của một luật sư đi làm cách mạng trắng nhằm lật đổ Cộng sản Việt Nam sao mà kém vậy, chứ đâu vào đâu đã bị dân quân mạng và truyền thông báo chí vạch mặt. Chả lẽ cả đời em chỉ có thất bại thế thôi à? Em xin thưa thật với thầy rằng thì là em biết chứ, thưa thầy. Thầy biết quá rõ về em, nên giấu thầy cũng không nổi. Tuy nhiên trong cái thất bại em vẫn có nhiều thành công. Em chỉ cho thầy rằng thì là em đã giáo dục được vài loại người theo tư tưởng cách mạng trắng của em ngay trong đất nước Việt Nam. Phản động, nghề của những kẻ bất lương, bên cạnh cách làm ăn chân chính của những người dân lương thiện để kiếm tiền chăm lo cuộc sống gia đình, có bọn người bất lương ham cuộc sống giàu sang, thích chi tiêu sa đọa, tham quyền lực, có lòng tham chính trị nhưng lại lười làm ăn chân chính và phấn đấu theo con đường chính đáng, đã tìm cách để đạt được mục đích của bản thân thông qua một cái nghề rất hèn hạ, đó là nghề phản động. Phản động là một nghề hèn hạ, có thể thầy chưa biết, thực chất những đối tượng phản động, chống đối là những kẻ bất đồng về hệ tư tưởng, quan điểm chính trị. Chúng tìm mọi cách, lợi dụng mọi vấn đề, mọi sự kiện xã hội để phủ nhận, phản bác những chủ nghĩa Mác Lênin. Xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, chúng cho rằng chủ nghĩa xã hội là một cái gì đó rất mơ hồ, không có thật trên thực tiễn. Bên cạnh đó chúng hết sức tôn thờ chủ nghĩa tư bản rồi dẫn đến hoang tưởng và tự vẽ ra một cuộc sống tốt đẹp, văn minh dưới chế độ tư bản chủ nghĩa. Họ mù quáng tin theo lý thuyết mà luật sư người Mỹ gốc Việt em đây giao giảng trong cuốn Cách mạng trắng cho Việt Nam, cũng như trên kênh YouTube của em rằng chủ nghĩa cộng sản là hoang tưởng. Thậm chí có cả một số tướng tá an ninh, quân đội, cán bộ ngoại giao cao cấp nghỉ hưu không thiếu thốn tiền của vật chất nhưng đã tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự nguyện gia nhập hàng ngũ, cúi đầu dưới trướng những kẻ bần cùng tư tưởng, du thủ du thực để lên tiếng phỉ báng, thoá mà vào chân giá trị lịch sử đương đại của quốc gia dân tộc. Điều đáng nói là những tư ơn tá này tự tìm đến ủng hộ thủ lĩnh của Liên minh Cách mạng trắng Hoàng Duy Hùng em đây. Họ không thể không biết con người em nhưng vin vào cái cớ y như bọn du đáng hà đẳng, rằng ủng hộ nghị quyết 36 của Đảng về hòa hợp dân tộc, ha ha ha, bọn người này không phản động nhưng chúng nó ngờ u thầy Biên Ải à. Thế số còn lại là vừa ít học vừa bất lương à? Vâng à, không chỉ vậy, không ít kẻ làm nghề phản động là những người có máu tham lam chính trị, tham lam quyền lực, có tham vọng nhưng do không muốn và không đủ ý chí phấn đấu bằng con đường chính đáng nên đã chọn cách đi tắt đón đầu, bằng cách đầu quân cho các tổ chức phản động hoặc câu kết, móc nối với các đối tượng phản động, tiêu cực, bất mãn, cơ hội chính trị với mong muốn được đổi đời một cách nhanh chóng. Thực chất, mầm mống sinh ra, nghề phản động chỉ đơn giản vì tiền. Xuất phát từ lợi ích vật chất từ việc làm phản động, không ít những người tham gia phản động cho rằng đây là một cái nghề kiếm sống. Điều này nghe có vẻ rất vô lý nhưng lại vô cùng có lý. Thực tế, có rất nhiều tổ chức phản động, chống đối được thành lập ra là để nhằm mục đích câu tiền từ các thế lực thù địch bên ngoài. Các đối tượng tham gia các tổ chức phản động hoặc làm việc phản động cũng chỉ vì muốn có tiền. Không sai đâu, sau khi hoàn thành việc làm phản động được các tổ chức phản động giao, ví dụ như kích động biểu tình, soạn thảo, tuyên truyền, phát tán những tài liệu chống đảng, nhà nước, xuyên tạc lịch sử Việt Nam, bôi nhọ danh dự, uy tín của các đồng chí cán bộ chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước không một luận điệu nào chạch khỏi nội dung cuốn Cách mạng trắng cho Việt Nam của luật sư Hoàng Duy Hùng em đây, cây. Thì là rằng mà một người có thể nhận được số tiền rất hậu hĩnh mà lại rất đơn giản. Cái giá vài trăm nghìn USD cho một bài viết, một bài nói trên YouTube có nội dung chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay là vài nghìn USD cho một hoạt động kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự là một điều rất khó cưỡng lại và đã có rất nhiều người thiếu hiểu biết hoặc cố ý đã chọn cái nghề này để kiếm tiền. Suy cho cùng, chính lòng hám lợi và ý thức chống đối nhen nhóm trong tư tưởng đã đẩy những con người này quay lại chống phá đất nước, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Vậy thôi, chung quy là chúng vừa ngờ u vừa tham. Hùng giải thích hay lắm con,
thế suy cho cùng bản chất sâu xa của bọn chúng là gì? Thưa thầy, thì là rằng mà bản chất của những kẻ làm nghề phản động nó là cách gọi của các tổ chức phản động dành cho các đối tượng làm nghề này cũng khá là hoa mỹ, ví dụ như là nhà dân chủ, nhà tự do, nhưng thực chất đây là những kẻ thần kinh chính trị tự cao tự đại và có cả những kẻ cuồng dâm, vô văn hóa. Tổ chức phản động lưu vong cũng trưng dụng tối đa số cặn bã của xã hội, những kẻ đã bị trục xuất do kém tài, thất đức vào hoạt động chống phá ta, vì những kẻ này có những thứ bốn trong người phù hợp với khẩu vị của các tổ chức phản động là vô đạo đức lại lười lao động. Những kẻ này sẽ làm rất tốt việc kiếm tiền nhàn hạ thông qua phát huy được sở trường chửi rủa, ăn không nói có của bản thân. Nói tóm lại, hầu hết các tổ chức phản động do những kẻ ngông cuồng, tham lam và ảo tưởng cầm đầu, được lập nên chỉ nhằm mục đích lừa đảo, ăn chặn tiền của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Các đối tượng tham gia phản động cũng chỉ vì muốn có tiền theo cách nhàn hạ, không muốn làm ăn chân chính vì sợ vất vả, cực nhọc nhưng lại muốn hưởng thụ mà chọn làm nghề phản động. Với sự trong sáng, hết mình vì Tổ quốc và nhân dân của Đảng, nhà nước ta và với lòng tin sắt đá của nhân dân với Đảng, chẳng luận điều xuyên tạc nào có thể ảnh hưởng đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Kiếm tiền không phải là tội lỗi, nhưng đừng chọn cách phạm tội để kiếm tiền. Cùng này, em nhận thức rất rõ về hành vi chống phá nguy hiểm của mình, sao em vẫn làm? Thầy hỏi như không hỏi. Em là người Mỹ thì em phải chống cộng, ba đời nhà em chống cộng rồi thì làm sao em có thể phản bội Việt Nam Cộng Hòa được? Thầy vẫn chả đí mãi rằng thì là, em làm gì cũng được nhưng chỉ có việc đốt cờ vàng là em không làm được đó sao?